Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Chợ Viêng mỗi năm chỉ họp đúng một phiên vào ngày mùng 7 âm lịch. Phiên chợ Viêng năm nay diễn ra vào hai ngày cuối tuần nên người dân du khách đổ về càng đông. Từ 15 giờ, đường vào chợ Viềng đã tắc nghẽn và kéo dài cả cây số. Nhiều du khách đã chọn phương án gửi xe cách chợ vài km để đi bộ vào chợ. Bên trong chợ Viềng, người dân và du khách đứng chật kín các con đường. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng xe, hạn chế các phương tiện đi vào chợ nhưng lượng người đổ về chợ Viềng ngày càng nhiều, khiến cho giao thông khu vực này vẫn tiếp tục ùn tắc tới tận tối. Bên trong phủ chính, hàng ngàn người dân vào dâng lễ, dòng người xếp hàng vào lễ trong phủ chính luôn luôn đông đúc như thế này. Dù đông đúc nhưng tâm trạng của người dân vẫn rất thoải mái, không xuất hiện tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người dân không muốn xếp hàng có thể đứng ngoài, bái vọng và sắp lễ. Đi chợ viềng để bán vận rủi, mua may mắn là một nét văn hóa của người dân Nam Định nói riêng và du khách thập phương nói chung. Đi chợ viền đầu năm được lưu truyền nhiều đời như một nét văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, khi chủ yếu bày bán các loại nông cụ và loại cây trồng và đồ cổ, đồ cũ. Nét đặc trưng của chợ viền là người bán không nói thách và người mua cũng không mặc cả. Người mua và bán đều không quan trọng việc bán đắt hay mua được nhiều hàng. Ai đến chợ viền cũng đều với ý niệm mua may bán rủi cho năm mới bình an, may mắn. Hàng hóa chợ viềng được bày bán trong các lều quán che tạm hoặc đặt bất cứ khoảng trống chùa lối đi nào đó trong chợ, đúng kiểu chợ phiên của làng quê Bắc Bộ xưa. Một tấm bạt trải ra, bày lên đó những thứ nông cụ được rèn thủ công, hay giam ba đôi quang gánh, vài chiếc thúng cũng là góp phần vào nét chợ viềng xuân. Theo ông Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vụ Bản, trưởng ban tổ chức hội chợ viềng, dự kiến năm nay lượng khách đến chợ đông hơn so với mọi năm ban tổ chức quy định cụ thể từng khu vực kinh doanh dịch vụ trong chợ tổ chức hợp lý các bến bãi coi giữ phương tiện giao thông tránh hiện tượng nâng ép giá phối hợp ngành thành viên của ban chỉ đạo giải quyết xử lý tệ nạn hành khất cờ bạc trộm cắp đổi tiền lẻ kinh doanh hàng cấm trò chơi kiếm tiền bất hợp pháp trong thời gian diễn ra chợ viềng Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông suốt thời gian diễn ra phiên chợ, công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các huyện, vụ bản Nam Trực huy động 100% quân số. Theo đó, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, huyện vụ bản và các huyện được điều động làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và các tình huống có thể phát sinh. Các lực lượng công an tổ chức 30 tổ cắm chốt cố định, một tổ tuần tra lưu động để tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân các phương tiện cũng trong ngày 16 tháng 2, ông Phạm Gia Túc, bí thư tỉnh ủy Nam Định, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức phương án bảo đảm an ninh chợ Viềng Xuân, huyện Vụ Bản năm 2024. Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh, chợ Viềng Xuân, Vụ Bản đã trở thành những địa chỉ du xuân không chỉ của người dân ở các địa phương trong tỉnh, mà còn thu hút đông đảo khách thập phương. Chợ Viêng Xuân được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là dịp người dân địa phương thể hiện những nét văn hóa đặc trưng hiếm có, được kết tinh ngàn đời này từ bàn tay khối óc, đồng thời quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa dân tộc. Ông Túc cho biết.